Chào quý vị, các bạn trở lại với channel của Thị Yến. Hôm nay em sẽ làm một clip giới thiệu về cách thu răm bông tay của cây xanh quê. Nó cũng có thể áp dụng được cho cây xanh Nam Điền các bác nhé. Nếu mà không áp dụng được cái cách này ấy, thì không không biết những cái cách thu răm bông tàn cho cây xanh quê này. Ví dụ như là dòng xanh quê thì kể cả cây các bác là kể cả cây tiền tỷ thì nó cũng là bỏ răm hết các bác nhé. Rồi chúng ta bắt đầu đi sâu vào những cái phân tích của em để chúng ta khắc phục cái lỗi bông răm rất yếu của xanh quê nhé. Đây hôm nay em sẽ nói về một cái số vấn đề về thu chồi của dòng xanh quê. Xanh quê thì cũng giống như xanh Nam Điền, về cái thu chồi thì có một số sai lầm ở cái cây này. Thì nó cũng là một cây bình thường của một người bạn thôi, nhưng mà ở đây thì em sẽ chỉ ra những cái điểm mà sai cơ bản khi thu chồi cái cây này. Cũng giống như giúp các bác là để thu chồi những cây xanh quê thì nó sẽ không không bị bọ răm. Đây là một số răm bị bọ rồi các bác này. Đây nhá, những răm này là bỏ rồi này. Không biết là răm này có nhìn thấy không? Thì clip này thì em làm ra thì để cho các bác tránh bị những cái cây như thế này. Đây là cái răm này nó bỏ rồi, nhìn rõ hơn này. Ở đây thì nhìn rõ hơn này. Nó bỏ rồi các bác nhé. Đây, nhưng mà chúng ta phải biết là phân tích làm sao để nó bỏ răm và cách khắc phục của nó. Cái cách khắc phục là quan trọng lắm, vì dẫu sao là một cái cây chơi rất là tâm huyết, nhưng mà lại đến khi nó bỏ răm ra thì chúng ta lại mất mất 1 đến 2 năm là để nuôi lại cái răm của nó. Đây em chỉ thẳng vào cho các bác luôn nhé. Đây là một cái răm nhỏ này, nhưng mà vẫn còn lại chiếc lá này. Là kể cả lên cái phần mắt chồi ở trên này không có, nhưng mà nó vẫn tươi, nó không 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 bỏ. Đấy là một điểm nhá. Ở đây cũng thế này, nó vẫn còn lá nhá. Cái xanh quê thì nó thu chồi rất là khó, nhưng khi chúng ta đã biết được cái điểm của nó thì chúng ta lại làm về bông tay của nó lại rất là dễ. Tuy nó không được nhặt mắt dày mắt như xanh Nam Điền, nhưng mà hầu như là chúng ta đều làm đa số là sai. Sai từ cái khâu gì thì em sẽ phân tích luôn. Đây đây là một số chồi này, cũng còn lá này, thì nó xanh luôn này, nó không bỏ răm này. Nhưng những cái chồi của xanh quê mà không, khi chúng ta thu chồi thu 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 chi răm của nó mà không không để lại cho nó một một vài cái lá đấy. Cái lá thì chúng ta không nhất thiết là phải để nguyên cái lá đâu, chúng ta có thể cắt nhỏ nó đi, giống như kiểu thu lá lại cho nó bé đấy, thì cái chồi 100% là không bị chết nhá. Đây cũng thế này, cái lá này thì mới rụng đi này, nó không chết, nó vẫn tươi. Nhưng mà những cái chỗ khác mà dòng xanh quê này, những chỗ khác mà không để lại lá cho nó thì đa số là bị nó bỏ chồi ra và nó chết dần. Nó chết dần thì những cái tay răm của nó là chúng ta mất công nuôi rất là nhiều thời gian, mà lại tạo ra cái sự chán trường và lại không hiểu về xanh quê. Có những cái cành nó bỏ chồi, nó chết luôn đấy, nó rất là nhiều này. Một cây xanh thì rất là bình thường, nhưng mà lại thu bông thì sẵn đây thì em nói luôn. Vì vậy nên khi chúng ta thu chồi thì chúng ta phải làm thế nào cho đúng. Mỗi chồi của xanh quê thì đây, mắt chồi của nó đây nhá. Thì khi chúng ta để lại lá thì mắt chồi sẽ không bị chết. Nó không bị chết như ở đây này. Ở đây nó chết rõ luôn này. Nhưng mà khi chúng ta để lại một tí lá cho nó thoát hơi nước, vì cây thì cần thoát hơi nước, mà khi chúng ta xuống lá hết tất cả như thế này thì nó không 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 kịp thoát hơi nước nữa, với lại là nó sẽ chết, bỏ bỏ rất là nhiều răm. Cho nên là nó bị chết chồi. Nó ảnh hưởng là ảnh hưởng như thế. Ở đây cũng thế. Nó bị bọ răm rất là nhiều, vì là vào mùa lạnh này thì hầu như đa số nếu mà răm mà cắt theo kiểu này là bỏ rất là nhiều, hoặc là thậm chí những cái cành như thế này này nó bỏ luôn này. Cây này thì không bị bỏ, nhưng mà có một số cây là bị bỏ và các bác cũng đã cắt đã biết rồi.
đã biết về cái vật nạn này rồi. Cho nên đặc biệt khi cây xanh quê thì chúng ta không không nên tuốt lá. Chúng ta ví dụ như là chúng ta nếu mà cắt tỉa đấy thì chúng ta sẽ chừa lại cho nó một cái lá, và cái lá chúng ta có thể cắt cắt đi, cắt hết, còn lại tầm 1/3 hoặc 1/5 mưa, 1/5 lá cũng được. Là nó những cái chồi đấy, những cái chi ra mấy chắc chắn là không không bị bỏ các bác nhé. Với lại khi chúng ta tuốt lá đấy, chúng ta tuốt lá tuốt mạnh quá mà cái xanh que mà nếu mà người tuốt lá mà không có kinh nghiệm kiểu chúng ta nhờ cho nhanh đấy thì cũng sẽ bị gãy chồi, gãy râm. Mà xanh que thì phải 1 đến 2 năm mới có được một cái râm như thế này này. Đấy. Đoạn này thì có một số râm thì nó vẫn nguyên, không bị bỏ. Ở đây thì không có lá thì nó bỏ này. Nhưng mà chúng ta cắt như thế thì khoảng tầm 15, chậm nhất là 15 ngày thì cái lá nó tự rụng ra luôn. Thì nó sẽ đâm đâm ra các cái chồi mới, mắt chồi đây này. Để phóng to lên xem mắt chồi nhé. Đấy thì nó sẽ phóng ra những cái mắt chồi. Thì là những cái râm này thì nó là không bị bỏ và nó được được như ý. Còn đây cũng bị bỏ rất là nhiều này. Lẽ ra em làm cái clip này rất nhiều rồi nhưng mà lại là vì mùa nắng. Mùa nắng thì cắt nó không bị bỏ râm kiểu này, và nếu mùa nắng cắt cũng bị, nhưng mà mùa nắng nắng thì không ai thu râm, vì thu râm vào đúng đúng phải là mùa đông. Mùa đông thì cái mắt chồi của nó sẽ nhặt chồi hơn và cái bộ râm nó sẽ đẹp hơn. Vì khi chúng ta cắt cây mùa hè thì chúng ta chỉ có cắt phôi, còn mùa đông thì chúng ta làm tay râm. Tay bông của nó. Còn cái mẹo để mà nó lên cho nhanh râm nữa thì khi mà thu tay bông thì cái tưới nước là nó có rất là quan trọng, cái dưỡng nước cho cây. Dưỡng nước ở đây không phải là chúng ta tưới trực tiếp ở trong cái gốc cây, mà chúng ta có thể là lấy một cái túi bóng, chúng ta tưới cây là một có một lượng nước nhất định rồi thì cái phần dưới nó không háo nước, vì nó không thể thoát nước được cho nên là nó không háo nước như cây có nguyên cành lá nhé. Chúng ta có thể phủ lên một lớp ni lông ở đây để không cho nước vào đất, vì nước vào nhiều quá thì nó không kịp ra thì nó cũng ứ là nó cũng chết râm. Thì chúng ta chỉ có cần tưới qua, tưới bằng cách là các cái bình phun nhỏ, cái lượng nước bắn ra không 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 làm tổn thương cành. Chứ còn chúng ta nếu mà dùng những cái thiết bị phun lớn để rửa xe máy thì nó vẫn bị là chết cành nhá. Thì khi chúng ta dưỡng cho nó thì một ngày chúng ta dưỡng 3 lần hoặc đến 5 lần, kể cả trời cây ngoài trời mà có mưa thì thôi, còn không có mưa thì chúng ta vẫn phải dưỡng cái nước tưới cho nó ướt hết toàn bộ thân cây. Thì em cam đoan với các bác là nó phải là đạt trên 90% không bỏ râm. Còn nếu các bác mà cắt trọc trụi như thế này, nếu mà không biết dưỡng cách dưỡng dưỡng mầm, dưỡng tắm kiểu kiểu tắm cho nó đấy, thì hầu như là đa số là đều bị bỏ cành như thế này. Cho nên một số các bác này bảo là làm râm thanh xanh quê rất là khó mà nó lại hay chết. Chết là vì như thế, chứ không phải là chết đây, ở đây nó chết râm là chết vì chúng ta thiếu hiểu biết, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ làm đúng rồi nhưng mà thực ra thì chúng ta đang làm sai. Đang làm sai hoàn toàn. Thì tí nữa em sẽ chèn một cái đoạn clip vào đây. Khi chúng ta thu râm của cây xanh quê thì em sẽ làm sao, vì cây này nó trọc lá rồi không có để mà ví dụ trong hình ảnh ở đây. Khi chúng ta xuống lá trọc của cây rồi, tức là xuống xuống, xuống sạch lá rồi thì chúng ta sẽ tưới một ít nước vào cái thân cây. Xong bắt đầu là chúng ta phủ một lớp ni lông lên đây để khi chúng ta tưới lên tắm cho cái cành này là tức là chúng ta dùng cái bình nhỏ chúng ta xịt cho ướt ướt tất cả các đầu cành, các đầu chi râm này chúng ta xịt ướt hết thì nước sẽ không vào gốc đấy. Thì mỗi ngày mình tắm cho nó ít nhất là phải 3 lần, còn không phải 5 lần, phải đạt được cái tốc độ như thế. Thì em sẽ đảm bảo cho các bác là nếu các bác làm theo cái hướng dẫn của em thì nó cái phần tay bông của các bác, cái phần chi râm của các bác sẽ là tốt hơn rất là nhiều, mà nó sẽ không bị bọ và hầu như là được theo ý muốn các bác nhé. Rồi kể cả nhiều bác có vườn cây hoặc là có cây xanh quê cũng rất là đẹp nhưng mà cứ thu râm thu nhiều năm rồi, em quan sát là có rất là nhiều râm, nhiều cây là thu râm rất là nhiều năm rồi nhưng mà đâu có được như ý đâu, hầu như đa số là cái kiểu cái chết râm kiểu này đây các bác này, đây nhá, chết này. Ấy là vì
vì nó thoát nước nhưng mà không có cái lá để nó thoát nước nữa thì nó phải chết thôi, nó phải bỏ thôi. Chúng ta chơi cây thì chúng ta phải hiểu cái đặc tính của nó chứ không phải là cứ cứ cắt theo kiểu hồ rua nhau rồi lại đến khi lại cây lại bị rồi là chúng ta là cứ đổ cho cái dòng xanh quê này nọ. Kể cả xanh Nam Điền cũng thế, khi chúng ta tuốt lá nếu không cẩn thận đấy, chúng ta cứ nghĩ là nhờ người tuốt lá xong chúng ta cắt cho nhanh ấy thì cũng sẽ bị như thế. Thì đấy là vì chúng ta không tìm hiểu thôi, còn nếu tìm hiểu kỹ thì cây dăm xanh quê thì nó cũng như Nam Điền nên nó không được nhạt hơn thôi. Thì nó bông cũng đâu, các bác làm như thế thì bông cũng thu đâu 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 thua kém được cái xanh Nam Điền đúng không? Còn cái lá khi các bác cắt chỉ chừa lại 1 phần 3 đến 1 phần 5 cái lá thì nó vẫn có một cái phần nào đấy nó thoát nước. Và lúc mà cái cây là rất biết sợ. Cái cây rất biết sợ cho nên là khi các bác thu lá kiểu đấy thì nó ra lá nó cũng bé hơn, chúng ta cô lá dần 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 dần. Thì bắt đầu vừa cô lá, vừa thu răm kiểu đấy thì cái lá kể cả là xanh quê cao lắm thì nó cũng chỉ là cái bằng cái móng móng tay thôi, móng tay cái thôi, còn không nữa là nó cứ bằng cái móng tay út kiểu này hết các bác này. Nó là lên vẩy rất là đẹp đây. Tức là nó chỉ nhỉnh hơn lá này rồi nó dài ra đây một tí nữa này. Đấy là cách vừa là cách cô lá, vừa là cách cô lá thu lá nhỏ lại, vừa lại là bảo tồn được cái bộ tay răm không bị bỏ, không bị chết các bác nhé. Đây thường thì em chỉ cần đoạn clip này vào thôi nhé. Thường thì chúng ta sẽ tuốt lá thế này này. Đấy, khi chúng ta tuốt lá thế này thì nó những cái mắt chồi này nhá, nó sẽ bị tổn thương đấy các bác này, không thể mà hồi phục lại được nhá. Đây này, đấy là tuốt bình thường như thế, còn nếu mà chúng ta mà tuốt mạnh ấy, thì còn mất nhiều chồi nữa. Cho nên chúng ta khi thu chồi thì chúng ta phải thu cho đúng. Ví dụ như đây thì chúng ta có thể thu ở đây này. Đấy, chúng ta thu đấy nhá, thì mắt chồi sẽ là nhạt hơn. Thì đây này, mắt chồi nhạt đây này. Đấy, một cái lá thế này thì chúng ta sẽ cắt như thế này. Đấy, thì nó sẽ là vẫn thoát nước được các bác nhé. Chúng ta chừa lại một 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 tí cuống lá cho nó. Thì những cái phần này nhá, sau khoảng tầm tầm 15 ngày thì nó sẽ vàng, nó sẽ rụng ra và lúc đấy thì những cái chồi non nó ra bung ra thì nó thoát nước là vừa, rất là vừa vừa tầm. Thì đây chị làm một cái đoạn clip để em ví dụ lên thôi chứ cũng không phải là một cái cây. Thì lúc lúc mà những cái này này 2 tuần thì chắc chắn nó sẽ vàng, nó sẽ rụng ra thế này. Những cái chiếc lá này tuy là còn một tí lại nhưng nó vẫn đủ chức năng để thoát nước, nó vẫn đủ chức năng để thoát nước các bác nhé. Bởi vì đủ chức năng để thoát nước cho nên là nó không ảnh hưởng về những cái mắt chồi này, và khi những cái mắt chồi này thì rất là nhạt này các bác thấy nhé. Tính ở đây chưa được một cm đâu này, nhưng mà nó một nửa thôi là đã có 2 mắt chồi rồi đấy. Thì lúc những cái mắt chồi này bung ra thì chúng ta có thể là bỏ những thằng này đi thì nó chồi ra rất là nhặt mà lại là rất là chắc chắn, bộ tay răm của chúng ta không bị hư đấy. Rồi giờ thì chúng ta em chỉ chèn một đoạn clip này vào đây thôi thì các bác có thể là tiếp theo những cái hướng dẫn như thế. Vì nhiều khi các bác cứ bảo là nếu nếu mà làm một cái cành như thế thì biết chừng nào mà xong một cái cây, vì cây của chúng ta là cây nghệ thuật nên những cái đường làm của nó cũng phải là cực kỳ nghệ thuật và rất là tỉ mỉ. Tìm mỹ thì nó mới ra được những cái cây đẹp các bác nhé, mới ra được những bộ bông tay răm ưng ý, chứ không phải là chúng ta làm theo kiểu đại trà thế là cứ kéo tuột thế này này, cứ kéo thế này này thì còn đâu tay răm nữa đúng không, còn đâu đâu mầm nữa mà thu chúng ta thu đúng không. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi theo dõi clip. Đây là những cách sai lầm, rất sai lầm của chúng ta là thường thường là chúng ta tuốt lá thế này này đấy, cứ tuốt lá thế. Đây là tuốt lá nhá. Thì khi tuốt lá này thì đây là những cái cành này thì không sao này. Đâu rồi? Những cành bé thế này thì không sao.
Rồi khi chúng ta thu chồi thì chúng ta phải thu thế này. Chỉnh máy qua đây tí nữa. Ví dụ như những cái này thì chúng ta sẽ cắt thế này. Cũng thực ra trong clip này cũng muốn tìm một cái cây ví dụ cho đẹp, cây cho đẹp mà ví dụ với các bác nhưng mà lại là thế này. Các bác thông cảm cho em và hiểu cho em. Vì là nhiều đưa nhiều cây ví dụ cây đẹp nổi tiếng lên ấy thì nhiều khi cũng ví dụ như là giống như kiểu mà dìm cây xuống ấy thì em không đưa nhé, xin phép các bác là em không đưa. Nhưng mà nếu mà các bác làm theo hướng dẫn của em như em làm ở trong clip này thì cái bộ bông tay râm của các bác rất là đều và rất là đẹp. Các bác là không, các bác nên nhớ là không tuốt lá nha, riêng đặc biệt cái thằng dòng thanh quê này là chúng ta không tuốt lá, không được tuốt lá. Và nhớ dưỡng nước tắm cho nó là điều quan trọng, rất quan trọng. Nó bảo tồn được hay không là do cái dưỡng nước. Còn thân cây này thì chắc chắn 100% là không dưỡng nước thì nó bỏ râm rất là nhiều. Thôi thì thời lượng và clip đến đây cũng dài rồi và là em cũng có một số hướng dẫn cho các bác như thế trong cái phần thu tay râm của cây xanh quê các bác nhé. Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đến đây thì em xin được kết thúc và các bác thấy nếu thấy clip của em hay, hữu ích, giúp được cho các bác thì hãy like, share, đăng ký kênh và nhớ nhấn cái chuông để nhận những clip về hướng dẫn về cây xanh vì em chuyên dòng xanh. Cho nên để nhận những clip mới nha các bác nhé. Rồi sắp tới em sẽ làm thêm nhiều clip hướng dẫn theo cái dạng này nữa các bác nhé. Và có thể là cái clip hướng dẫn cô lá của cây em cũng sẽ làm, nhưng mà hẹn các bác có thể là 15 đến 20 ngày nữa em mới làm được cái clip ấy vì cây em mới xuống. Cho nên là em chưa làm được clip ấy cho các bác xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.